Hai mọi người, lại là tôi đây. Tối nay chúng ta sẽ ăn món bún tà chay mọi người. Bún tà chay cho lụa với đậu que mọi người, với chả mọi người. Chả chay kho với bầu mọi người, bầu bí mọi người. Đậu bắp luộc mọi người, với cá bóng kho mọi người, cá bóng chay kho mọi người, với sườn nướng mọi người. Cải sáu bóng rồi, cây sáu bóng chua ngọt rồi, nước chấm có nước tương với nước mắm mặn rồi, tương chanh nếp rồi, giấm ớt rồi, mắm mặn, tráng miệng có xài chín rồi, nước uống với trà đá rồi, trà tắm Thái Nguyên với dụng rồi, dụng nếp sữa rồi, nếp sữa sữa đục rồi. Đây mọi người, cái bún tam rồi, bún ta chay rồi, với bún ta xào với chả rồi, đậu que. Cho lô đậu que chả mà chả kho bí mà bí đào mà thì kho với bí đào mà bầu bí đậu bắp mà đậu bắp luộc mà cơm mà xài mà sẽ chín mà người trà đá mọi người, trà tắm Thái Nguyên mọi người. Dụ mọi người, dụ nếp sữa mọi người, nếp sữa sơ đục mọi người. Cá cơm mọi người, cá bóng mọi người, cá bóng kho mọi người, cá bóng chay kho với sườn nướng mọi người, cành lát chay. Cải sáu bóng mọi người, cải sáu bóng chua ngọt mọi người. Chén không người, không đừng xương, ăn tương lấy chén đừng xương. Nước mắm người, mắm mặn người, mắm chanh tỏi ớt. Chai người. Nước tương người, tương giấm ớt người. Muỗng người. Đổ người. Một gió người, cho mát mát người. Đúng mát nha. Mát gì? Mời mọi người ăn cơm. Cơm mọi người. Cộng cái mọi người. Dù uống đúng đã mọi người. Làm bún ta chết rồi mọi người, bún ta chay, bún ta chung, con mắm giang mắm ăn thử mọi người. Cho ăn mắm ăn ngon rồi. Chả vừa ăn rồi. Chả ngon mà nhìn cái chân vàng này tưởng đâu trứng không mà cái chân chiên nó là cha miếng nước mắm ăn ngon hơn rồi.
Chúng ta là dầu nhiều rồi, ăn bấm cái mỏ luôn. Mời bóng lửa. Ngon mà chúng ta ngon, chúng ta da mềm ngon mà chả thơm. Đầu ve mình mềm luôn à, bội bay vô mắt luôn rồi, cộng cái luôn rồi. Đúng ngon mà. Đúng cay luôn rồi. Măng. Giờ nó mắc luôn rồi. Cay ra mắt luôn. Tại sao bao đúng giờ mà? Mà đợt này như vị mặn, hơi mặn xíu luôn, chắc khỏi ốm tưng á. Ăn mấy con dương, mấy cái con dương giờ hết mà. Muốn chả muốn kho này đây mời ăn được mà, cái cơm này hai bữa mà để mời sẽ nó hư thêm mà ăn cho hết. Cho bắp lộn mà nó bắp ra nước mà nhức nhát. Trước rồi bắp mà mới đầu ăn không quen mà ăn giết quen mà. Tính luộc hơn nữa mà không tính đi tính lại được hết mà ăn hết luôn. Chạy sao báo uống dòng mà cảm giác hơi thiếu vị ngọt. Vị chua cũng hơi nhiều, cộng cái mà nè ớt đúng cay mà. Món nào để ớt cũng cay hết. Cái bầu này thấm hơi mặn luôn rồi. Hơi mặn, hơi mặn. Bầu thấm hơi mặn. Bầu với rau mà. Chả vừa ăn mà, ăn được mà. Không tới nổi mà. Nhưng mà
đúng ngon mà. Nhận thịt lá chai hay cái bánh mì mà nhìn giống bánh mì luôn chứ như vậy. Thơm mười sáu mà đúng cay mà cộng cám mà dầu uống đúng đã mà uống như uống nước ngọt. Cái sẽ bó hướng vào ngon làm mấy ốp nó hơi chuồng chạy ra đường qua để thêm miếng đường cho ngọt ngọt dặn lại. Đem hết cá bóng luôn. Tôm chay mà. Quay quay luôn mà vậy mà giờ này nó quay mà không sẵn mà một hai ba bắt qua tam không qua ba cái nào đây rồi kệ đây nước đầu bắp lột rồi. Nó không có đồ bỏ mà cài quá chảy mũi mà ngon mà tôm ăn ca nóng cả rồi bị chảy mũi mà nhớ nhỏ không bị luôn mà chứ sau này mới bị mà. Cá bóng không? Hay làm cái xài xài đúng ngọt thôi. Xài ngọt không rồi. Mà có mấy chỗ nó hơi dụ mà thử lên men chín quá mà cơm ngon mà cay mà này ớt đúng cay mà còn muốn nào cay cộng cái mọi người.
thơm luôn. Có gì chắc nha em ơi. À, cơm ngon luôn à. Cái món bún tai xào ngon luôn à. Bún tai xào ngon, bún tai nói kiểu dai mềm luôn à. Ăn dai ngon. Cái chả lụa ăn đúng thơm rồi với đồ quen rồi. Ăn ngon quá. Này hầm chăn, món này mà chăn mắm ăn ngon rồi. Chào bác. Cái chả kho bi đao rồi, chả kho bầu rồi. Chả lụa chả quế rồi, chả chai rồi. Cái chả thì vừa ăn rồi, nhưng mà cái bầu bí đúng rồi, bầu bí nó thấm thấm nước nó ăn hơi mặn xíu rồi. Nay rau hơi mặn rồi, hơi mặn. Cái đậu bắp luộc ăn ngon rồi, nước đậu bắp ra ăn ngon rồi, ngon đậu bắp ngon. Cái sả bấu rồi, cái sả bấu chua ngọt rồi, ăn ngon rồi. Nay mới làm rồi, cái gì chua nó nhiều hơn rồi, đợi nó ra nước rồi thấm cái gì ngọt gì đường đúng rồi, chua chua ngọt thì ăn ngon hơn mọi người. Nhưng mà cái sả bấu nó giòn ăn mà ngon mọi người, xài chín ngon rồi. Chờ tắm thơm ngon có gì chắc nhẹ không rồi, dùng nước sữa cũng ngon rồi, ngon ngọt mọi người, ngon quay đúng rồi. Nay quay hôm nay cảm giác sảnh hơn mọi bữa mọi người. Cơm ngon rồi, bún tai ngon, bún tai ngon, cơm ngon. Chào tạm biệt mọi người nhé. Chúc mọi người có một bữa tối thật là ngon miệng và có một đêm thật là vui vẻ và sẽ được phúc nhiều. Bye mọi người.